câu chuyện về quân tình nguyện của Trung Quốc. Đi cùng tôi. Đi đi. Họ được cử đi chiến đấu với quân đội Mỹ trong cuộc chiến năm 1950. Đứng im. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, bọn họ được gọi là anh đã thích em rồi. Đại đội 9. Đại đội 9 tinh thần thép. Chúng ta sẽ là đội đầu tiên phá vỡ phòng tuyến địch và tiêu diệt quân thù. Nếu không tin, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Trực tiếp xông trận. Chúng ta sẽ khiến những đồng đội quá cố tự hào trong mọi trận chiến. Những cuộc đột kích, tấn công, máu, mồ hôi và nước mắt, cùng sự thảm khốc của chiến tranh. Dù tôi có chết, cũng sẽ không chết một mình đâu. Bộ phim dành tặng những chiến sĩ dũng cảm đã hy sinh thân mình vì quê hương đất nước. Đón xem bộ phim Cuộc chiến của tôi trên kênh Red by HBO.